Nghệ sĩ Hoa Linh bị nghi ngờ nhận đến 22 tỷ đồng tiền từ thiện, 1 tỷ được giao dịch chưa rõ mục đích. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Hoa Linh lên tiếng giải trình về việc không giải ngân 14 tỷ đồng từ thiện miền Trung suốt 6 tháng qua và đưa ra những lý do thỏa đáng để dập tắt mọi lùm xùm, mới đây, hàng loạt thông tin phản bác lại anh tiếp tục được dân mạng đưa ra. Trước đó, nghệ sĩ Hoa Linh đã tung ra clip dài hơn 50 phút chỉ rõ bằng chứng sao kê chi tiết tiền lãi trong vụ lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện hơn 6 tháng. Nhưng dường như cộng đồng mạng vẫn chưa hài lòng. Nhiều điểm bất hợp lý được cư dân mạng soi xét. Hết chi tiết tiền lì xì bí ẩn vừa được nhiều khán giả minh oan, thì lại đến thông tin số tiền từ thiện lên đến 22 tỷ, chứ không phải hơn 13 tỷ như lúc đầu công bố. Nhiều cư dân mạng truyền tay nhau một phần bản sao kê ngân hàng, nơi nghệ sĩ Hoa Linh mở tài khoản với nhiều chi tiết đáng ngờ. Nội dung in trên tờ sao kê là tháng 2 năm 2021. Trong bản sao có những nội dung chuyển tiền như gửi chú Linh làm từ thiện, nhờ chú gửi đến đồng bào, chuyển khoản chú Linh. Từ những nội dung chuyển tiền này mà nhiều người cho rằng đây chính là sao kê tài khoản từ thiện của nghệ sĩ Hoa Linh. Đáng chú ý, trong bản sao kê còn xuất hiện một khoản tiền lên tới 1 tỷ đồng được chuyển đi từ tài khoản này với nội dung chuyển tiền em Nga. Điều này khiến cư dân mạng đặt nghi vấn về khoản tiền 1 tỷ đồng này được chuyển đi với mục đích gì. Nhân vật bốc phốt cũng chia sẻ tình tiết gây sốc là có khá nhiều số tiền chuyển vào với nội dung quyên góp từ thiện. Nhân vật bí ẩn trên cũng tiết lộ thời gian giải ngân 1 tỷ là vào thời điểm tháng 2. Nhân vật bốc phốt còn thông tin thêm, dù nghệ sĩ Hoa Linh công bố đã ngừng nhận tiền từ thiện vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, nhưng tài khoản vẫn nhận tiền từ đó đến nay. Nếu tính từ tháng 10 năm 2020, số tiền từ thiện theo như người bí ẩn này chia sẻ đã lên đến con số 22 tỷ. Nhiều cư dân mạng đã soi lại clip 50 phút của nghệ sĩ Hoa Linh và cho rằng, nếu tính từ tháng 2 đến tháng 5 2021 thì không có hình ảnh và nội dung nào giống bản sao kê bị phốt nêu trên. Nhưng nếu xem kỹ clip, mọi người vẫn có thể thấy góc máy của người quay bị khuất, nội dung toàn bộ bản sao kê cũng không hiện lên rõ ràng. Trong clip, nội dung bản sao kê chỉ thấy được từ ngày 25 tháng 2 trở đi, tính từ thời gian tháng 2 năm 2021. Thời gian trước đó, từ đầu tháng 2 năm 2021 đến ngày 25 tháng 2 năm 2021, có ai chuyển tiền hay tài khoản có giải ngân thì không rõ. Cư dân mạng vẫn đang hết sức hoang mang về nội dung tờ sao kê này. Nhiều người hâm mộ, hy vọng nghệ sĩ Hoa Linh công khai chi tiết toàn bộ sao kê để mọi người tin tưởng và kết thúc vụ lùm xùm tại đây.